Vâng, xin chào tất cả mọi người. Rất vui vì được gặp lại mọi người trong chương trình chia sẻ cái kiến thức chăm sóc sức khỏe của Huân. Và ngày hôm nay thì Huân sẽ chia sẻ cho mọi người cái vấn đề về tiểu đường, sử dụng với cái bụng ổ. Ngày hôm nay Huân sẽ chia sẻ cho mọi người về cái bài tiểu đường từ cái bụng ổ. Thì ngày thật ra ngày em trước Huân có chia sẻ cho các cô chú anh chị và các bạn về cái bài này rồi, thế nhưng mà do là cũng còn rất nhiều cô chú anh chị cũng chưa hiểu được hết cái bài này, và Huân sẽ hướng dẫn mọi người cách ăn uống để chúng ta có được một cái cách tốt hơn để trong quá trình điều trị bệnh nó hiệu quả hơn. Và chúng ta sẽ sử dụng cái búp ổ này, búp ổ non này, mọi người nhìn thấy đây đấy. Chúng ta sẽ sử dụng khoảng 2-30 cái búp này, nó sẽ rơi vào tầm khoảng 2-30 gram búp ổ một ngày. Thì nó tùy vào cái tình trạng bệnh của mỗi người, thì chúng ta uống thì nó trung bình nó sẽ giảm được khoảng 0.5-0.8 phẩy một ngày đấy. Thì chúng ta uống trong vòng thời gian tầm khoảng 5-6 ngày, chúng ta sẽ kiểm tra đường huyết. Chúng ta nên có một cái máy kiểm tra đường huyết, chúng ta nên chuẩn bị cho mình một cái máy kiểm tra đường huyết để chúng ta kiểm tra đường huyết khi mà chúng ta sử dụng sản phẩm, để tránh trường hợp nó bị thấp, tụt quá thấp. Và bây giờ thì con sẽ lấy về, con sẽ hướng dẫn mọi người cách làm. Vâng, và cái búp ổ sau khi chúng ta lấy về thì chúng ta sẽ rửa sạch đi, và chúng ta sẽ cho vào xoong nó đun. Chúng ta chuẩn bị cho hơn một lắm con như này thôi, chúng ta không cần chuẩn bị cần chuẩn nhiều nhá. Khoảng 2-30 búp thôi ạ. Đấy, thì ngày hôm trước Huân có chia sẻ, nhưng mà Huân có bảo là tầm khoảng 200-300 gram, nhưng thật ra nó tầm khoảng 2-30 gram thôi. Đấy, Huân xin đính chính lại là khoảng 2-30 gram. Và một ngày chúng ta dùng một điều lượng như thế, và chúng ta chú ý là chúng ta dùng ấy, trong quá trình dùng thì mình dùng tầm khoảng 4-5 ngày, nó theo để theo dõi đường huyết. Chúng ta phải có cái máy đo đường huyết ở nhà để chúng ta luôn luôn chúng ta sẵn sàng để đo. Và thứ hai là các cô chú anh chị mà đang bị, mà chúng ta đang dùng thuốc tây, thì chúng ta uống theo cái chế độ là chúng ta sẽ uống và giãn dần thuốc ra. Chúng ta vẫn cứ uống thuốc tây duy trì, sau đó thì mình giãn dần thuốc tây ra, nhưng chúng ta vẫn phải luôn luôn trong nhà có cái thuốc tây để chúng ta chuẩn bị phòng đấy, tránh những trường hợp xấu xảy ra đấy. Thì chúng ta sẽ phòng cái thuốc tây ở trong nhà, và khi uống thì nó ổn định đường huyết cho bà con rồi, thì chúng ta không cần dùng thuốc tây nữa. Chúng ta tức là để cho mình tạo thành một cái thói quen là khi mà không cần dùng thuốc tây thì cái đường huyết mình nó vẫn ổn định, bằng cách sử dụng cái lá ổi này, cái búp ổi này đấy. Nhưng mà mới đầu mà chúng ta đang uống, ví dụ chúng ta uống thuốc tây khoảng 3 lần một ngày, sáng trưa tối, uống sau khi ăn, thì bây giờ chúng ta uống khoảng 2 lần thôi. Sau uống tầm khoảng 2-3 ngày sau thì chúng ta lại giãn ra, chúng ta uống 1 lần một ngày thôi. Sau nữa thì chúng ta sẽ khoảng tầm 1 tuần, được 1 tuần thì chúng ta sẽ uống là 1 lần, chúng ta sẽ uống 1 lần một ngày. Và chúng ta cắt sang tuần sau thì chúng ta sẽ cắt thuốc tây và chỉ uống cái búp ổi thôi. Và khi mà nó ổn định ở cái khi mà cái đường huyết nó đã ổn định ở cái mốc khoảng tầm 6 phẩy đấy, thì nó đã ổn định rồi, thì chúng ta không cần phải dùng thuốc tây nữa, và chúng ta chỉ dùng cái búp ổi thôi. Và chúng ta sẽ dùng khoảng 2-3 ngày sau, và chúng ta liên tục dùng 2-3 ngày sau đó thì mình theo dõi đường huyết. Nếu mà cảm thấy nó ổn rồi mà nó không còn lên, không còn giảm nhiều, thì chúng ta có thể là chúng ta sẽ ngưng một tức là uống giãn dần, cũng lại uống giãn dần ra, để chúng ta quen với cái là chế độ là chúng ta không dùng cái búp ổ này, thì cái cơ thể mình nó vẫn duy trì được cái đường huyết. Cái bài tiểu đường mà Huân trị cho mọi người ở đây, đó là chúng ta sử dụng cái búp ổi này để chúng ta làm cho cái enzyme ở cái đường ruột chúng ta nó quen với cái chế độ là khi chúng ta không sử dụng thuốc, không sử dụng nó, tức là nó làm lại cái đường tiêu hóa, làm lại cái đường để nó ổn định cái đường huyết nhá. Đấy, bây giờ Huân sẽ hướng dẫn mọi người làm nhá. Chúng ta sẽ chuẩn bị cho Huân tầm khoảng một bát con nước lọc, nước sạch nhá. Sau đó thì mình cho búp ổi vào đây, đã rửa sạch vào đây, chúng ta đun lên. Bà con có thể cho thêm cho Huân là cái cỏ mần trầu nhá. Cỏ mần trầu cũng được cho thêm vào đây đun cùng uống luôn. Nếu mà các cô chú mà bị nóng gan thì chúng ta có thể cho một chút nhân trần nhá. Chúng ta cho lên bếp và chúng ta sẽ đun ạ. Chúng ta cho lên bếp, chúng ta đun tầm khoảng 7-10 phút, chúng ta đậy vung và cho nó nhanh sôi nhá. Và một ngày thì các cô chú đun cho Huân tầm khoảng 3 lần như này. Tức là khi mà mình cho vào mình đun ấy, thì chúng ta chất ra cốc và chúng ta để lại cái bã. Và sau đó thì buổi sáng uống một lần, buổi trưa uống một lần, buổi tối uống một lần. Còn nếu mà các cô các chú mà chúng ta đun thay trà ấy, uống hàng ngày ấy, thì chúng ta pha nhiều nước lên. Chúng ta uống tầm khoảng 1.2-1.5 lít nước một ngày, uống thay trà. Cái này thì nó là những cái cây thuốc thiên nhiên, nó rất là tốt, rất là lành tính. Nó không có ảnh hưởng đến các cái vấn đề khác của các cô chú, nên là mọi người yên tâm sử dụng nhá.
Vâng, sau khi mà chúng ta đun xong ấy thì các cô chú dùng cái ổi này chúng ta để ra đổ ra ra cốc cho Huân. Đây, Huân đang chuẩn bị một cái cốc ở đây rồi thì chúng ta sẽ đổ vào cốc để chúng ta dùng nhá. Thì chúng ta một ngày nó đun khoảng 3 lần như thế này ạ. Đấy, đun khoảng 30 búp nhưng mà chúng ta đun là 3 lần nhá. Đấy, bây giờ thì Huân sẽ đổ ở đây. Đây, chúng ta đổ cái nước ở đây. Ok. Đấy, chúng ta chắt nước ở đây uống. Thì nếu mà các chú mà bị tiểu đường mà kết hợp chúng ta có thể bị gan mà nóng gan mà các chú đi uống rượu nhiều thì chúng ta cho Huân thêm một chút nhân trần vào đây, một chút cam thảo, một chút cỏ ngọt vào. Đấy, quả la hán để chúng ta uống cùng cho nó vừa mát gan, vừa lợi tiểu, vừa là tiểu đường tốt nhá. Đấy, bây giờ thì Huân sẽ dùng cho mọi người xem nhá. Sau khi mà chúng ta đun xong thì chúng ta sẽ chắt ra cốc và chúng ta dùng. Thì mọi người chú ý chúng ta dùng một ngày khoảng 2 đến 30 cái búp. Đấy, nó rơi vào tầm khoảng 20 đến 30 gram nhé. Nó tùy vào tình trạng bệnh thì nó sẽ dao động một lần chúng ta uống như này. Một ngày chúng ta uống thì nó sẽ tụt, nó tùy vào người cơ địa nữa. Thì thật ra Huân không dám chắc chắn nó sẽ tụt được khoảng bao nhiêu phẩy. Thế nhưng mà đa phần nó sẽ dao động khoảng từ 0,5 đến 0,8 phẩy một ngày. Thế nên chúng ta cần phải chú ý, chúng ta dùng ví dụ như là cô chú cứ tính xem mà chúng ví dụ như mình khoảng bệnh bao nhiêu phẩy, ví dụ 8 phẩy chẳng hạn. Thì chúng ta uống tầm khoảng 4 ngày thì sau đó thì mình kiểm tra lại cái đường huyết. Đấy. Và bây giờ thì chúng ta dùng sau khi chúng ta đun xong thì chúng ta sẽ uống thôi. Ngày uống khoảng 3 lần như này ạ. Không, nếu mà các cô chú uống mà chúng ta mà dùng loãng thì chúng ta uống khoảng 1,2 đến 1,5 lít nước một ngày thay trà nhé. Cái này thì nó hơi chát một chút nhưng mà mọi người dùng được mà cái hiệu quả rất là tuyệt vời. Chúng ta có thể cho thêm mấy cỏ mần trầu, cái cỏ mần trầu vào, hoặc là nếu các chú các anh bị mà tức là chúng ta uống rượu bia nhiều chúng ta nóng gan thì chúng có thể cho thêm nhân trần này, cho thêm cỏ ngọt, cho thêm cam thảo, cỏ ngọt thôi không cần cam thảo. Đấy, chúng ta uống cùng vừa mát gan vừa lại hỗ trợ bệnh tiểu đường rất tốt. Đấy. Thì ngày hôm nay thì Huân vâng, thì ngày hôm nay Huân bớt chút thời gian của mình để Huân quay lại những cái video để có thể chia sẻ cho mọi người những cái vấn đề về tiểu đường, cái bài thuốc về điều trị tiểu đường. Thì các cô chú anh chị và các bạn ai mà xem được video này thì có thể là chia sẻ, nếu cảm thấy hữu ích thì có thể chia sẻ giúp cho nhiều người hơn nữa, mọi người có được cái cơ hội để biết đến cái phương pháp này và chúng ta có được cái cơ hội để chúng ta có thể điều chỉnh cái đường huyết một cách tuyệt vời. Và mọi người lưu ý cho Huân một cái nữa là Huân xin nhắc mọi người luôn là cái vấn đề bệnh tiểu đường ấy thì chúng ta có chế độ ăn kiêng, nói chung là ai cũng biết rồi. Đấy, thứ hai là chúng ta có thể ăn hạn chế ăn thịt, ăn đồ thịt nhiều, ăn đồ đạm nhiều, ăn đồ dầu mỡ nhiều, hạn chế. Và chúng ta ăn nhiều rau xanh cho Huân, đặc biệt là cái rau rau cải chẳng hạn, rau cải canh chẳng hạn. Chúng ta uống thì chúng ta xay lấy nước cho uống, uống sống luôn đấy ạ. Uống sống để chúng ta tạo một cái enzyme ở trong cái thành đường ruột chúng ta, giúp cho tạo, tức là cơ cấu lại cái đường ruột chúng ta, enzyme trong đường ruột. Đấy, để nó có khả năng hấp thụ tốt hơn. Đấy. Thì kết hợp với cái uống cái bài bổ bổ này đấy, thì cũng rất là tốt. Nói chung là có rất là nhiều bài, ví dụ như bài lục vị kết hợp với cả cái thìa canh, hay là cái bài dùng cỏ mần trầu với cau, hoặc là dùng cái bổ bổ rất là tuyệt vời trong vấn đề điều trị tiểu đường. Đấy, thì ngày hôm nay Huân bớt chút thời gian để Huân chia sẻ cho mọi người nhé. Thì mọi người xem được video thì chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ Huân, cũng như là giúp Huân có thêm động lực để Huân có thể tiếp tục chia sẻ nhiều hơn nữa những cái giá trị của mình cho cộng đồng chúng ta. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người đã yêu quý cũng như đồng hành cùng Huân suốt quá trình Huân chia sẻ những giá trị của mình. Xin cảm ơn tất cả mọi người và hẹn mọi người video sau. Xin kính chào mọi người.